thành phố Siem Reap đã bắt đầu đổ mưa và hành trình chuột người trên lãnh thổ Campuchia của tụi mình vẫn đang tiếp diễn. Và bây giờ tụi mình sẽ chuột thanh niên thứ 6, cũng chính là thanh niên cuối cùng trong cái chặng đường chuột người tại đất nước Campuchia. Và đây cũng được cho là nơi cực kỳ nguy hiểm với hệ thống an ninh camera dày đặc, hàng rào kẽm gai có gắn điện. Và các bạn trẻ Việt Nam muốn thoát khỏi khu vực này, đó là một điều không thể. Và bây giờ mời mọi người hãy cùng theo dõi video để xem hành trình chuột bạn thanh niên cuối cùng này nó sẽ diễn ra như thế nào. Hiện tại bây giờ là 1 giờ chiều thì trên xe đã đón được hai em gái rồi. Và bây giờ thì sẽ lấy thêm tiền để mà đón thêm một em trai nữa. Và cái giá mà để chuộc em ấy là bao nhiêu không à? 2.600 đô. Em này thì cái lúc sáng là nghe nói là báo là hình như là 3.500 đô á, nhưng mà không hiểu lý do làm sao á, thì tới thời điểm hiện tại là đã giảm xuống còn 2.600 đô rồi. Thì điều đó cũng là một cái điều cũng khá là tốt, bởi vì là riêng ai chứ Phong là bây giờ trong ví là trong tài khoản ngân hàng bây giờ là âm tiền rồi. Em ấy dùng thẻ Visa mượn nợ trong đó, nhưng mà nợ nần thì mình có thể trả sau Phong ha. Cái chính là cái tính mạng của các em này. Và bây giờ thì chờ anh Tâm, anh xuống anh lấy tiền giùm, rồi mấy anh em sẽ di chuyển đến một cái sòng bài nữa cũng nằm trong thành phố Siem Reap của Campuchia để mà trao tiền chuột em ấy về. Và hy vọng là mọi người cùng tiếp tục theo dõi cái chặng đường cái em cuối cùng này, để mà ngày mai suôn sẻ thì mình, em Phong Bụi và ba em này sẽ về Việt Nam. Cái thằng mà mặc áo đen áo thun đi ra, đây nó có cái cổng số 8 đằng sau lưng cùng thôi. Hàng rào có kẽm gai rất là cao nha, và các bạn thì sẽ được bố trí ngủ ở trên những cái căn phòng này. Và cái việc mà tháo chạy rất khó, bởi vì ở phía trước luôn nó còng người đi, nó còng người để đưa đi người cảnh giới, lực lượng bảo vệ rất là đông. Nên nó có chỗ thủ tiêu người, những cái xe mà đưa người mới vào. Chắc một xe đã có súng. Khu vực này chắc là nguy hiểm nhất rồi nè. Xe đang đợi kìa, xe đang đợi đưa người kìa. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc luôn. Quá trời. Di chuyển. Những xe này là kính đen hết. Một chiếc đang đi vào. Bây giờ anh Nhân đã tìm thấy người rồi, và mình đang quan sát từ xa. Mọi người đang đứng ở trước nè. Do cái xe này bị khúc cho nên là không thấy được. Không biết là ở phía sau đằng xe này mọi người đang làm gì nữa. Chắc có lẽ mọi người đang gặp nhau để xác minh nhau danh tính. Chưa có. bên kia là của nhân viên được phép ra thôi. Còn cống rào sắt này là những người được trong kia cho phép ra vô mới ra vô. Còn cánh cổng kia là chỉ có nhân viên trong đó thôi. Những người được ưu tiên đi ra đi vô có thể đó. Đúng rồi. Phải đơn giản luôn. Thế nó rào kỹ không? Dạ. Chưa. Theo quan sát của mình thì rất là nhiều bảo vệ có súng, và trước cổng thì khoảng 6 người, cho nên là rất khó nha, rất khó có thể tiếp cận gần để ghi hình. Nắng quá. Và bên trong họ đang làm thủ tục để thả người. Mình cũng vừa mới đưa cái số tiền chuột thôi. Camera thì đầy cổng. Ngay tại cái lối đi vào đã thấy 4 cái camera chĩa xuống rồi. Sao? Phương mình cảm ơn nha. Dạ. Hơi vui. Em còn hai thằng bạn. Bây giờ là không kịp rồi em ơi. Bây giờ không kịp rồi, chắc phải để đợt sau. Bây giờ sáng mai là mấy anh em mình phải về Việt Nam rồi. Xong. Tụi em hay đến Trăng thấy tụi nó cầm AK ngồi để canh không hả? Có nghĩa nó cầm AK hả? Nó ngồi trực ngay đây nó cầm AK mà. Ở ngồi đây Phong? Dạ đúng rồi, ngay ngồi ngay có mấy cái bàn. Có nghĩa thế này nè Phong, ngay cái khu vực chỗ mọi người bán đồ ăn kia kìa, có rất là nhiều an ninh cầm AK ngồi đó. Nếu mà còn sơ sẩy một xíu thôi là anh với lại anh Tâm sẽ bị bắn. Như em nên chia sẻ rằng là nó ngồi nó trực mang súng AK ngồi đó. Thì tụi em tối nào cũng đi vòng vòng hoặc là đi đứng trên tòa nhìn xuống là thấy tụi nó lúc nào cũng cầm súng hết đó. Dễ sợ thật. Ban ngày kể cả ban đêm luôn, ban ngày thì ít hơn ban đêm. Tại ban đêm thì nó tầm chiều á là nó cầm lúc nào cũng cầm súng, nó ngồi nghe đó, nó cầm đèn pin nó soi. Trời ơi. Bây giờ mình ra khỏi khu vực ổn chứ ta? Bây chưa, ráng nói chung mình ra một khoảng nữa thì mình mới ổn. Chứ còn mình, nếu mà đi trong đây thì nó có khi là nó kiểm tra mình, nó làm khó mình thôi. Bây giờ Trí sợ không Trí? Không có sợ. Em thì bình thường anh. Em thì cũng có tâm lý khi mà qua đây rồi, nên là cũng không có sợ cho lắm. Sáng giờ là mẹ khóc biết à? Dạ thì biết không? Dạ cái đó em biết mà, cho nên là em mới về thôi, chứ còn ngoài ra em cũng muốn đi kiếm tiền. Anh nếu mà ngày hôm qua mà anh chụp em được cùng với ba bạn kia nữa thì em sẽ biết cái cảnh kiếm tiền nó không như bức tranh mà em đang được nó vẽ đâu. Dạ đúng rồi. Có một bạn bị bán tới bán lui suốt 6 tháng là nửa năm qua, là cứ tới tháng nhận lương là bắt đầu họ bán tiếp, họ đưa một tờ giấy ký cái rẹt đúng không anh Nhân? Có cái xe nó thiêu mà. Cái xe đó đúng rồi, cái xe đậu trước. Còn ráng đi lệ. Kêu bắt tay nhanh đi anh ta. Rồi đến nhà chút anh ơi. Không chạy nhanh kìa. Nó không chạy nhanh theo ta. Nó chạy nhanh mà. Ok an tâm đi, không sao đâu. Phải cái xe mà nó đón em không? Xe không, mà không. Xe của em là mấy chiếc Ampha với lại BMW. Nói chung là mấy thằng bên đây thì nó cũng thương, nó không có áp lực như bên tòa 8 bên khu kia. Bên khu kia nếu mà mình không lừa đảo được khách thì nó xuống nó chửi mình, nó bắt mình đứng lại. Chích điện không? Cái đó thì tùy trường hợp anh. Cái đó trường hợp nếu mà mình kháng lại thì nó chích điện mình thôi. Nó đánh mình rồi nó chích điện, còn người ra mình không làm thì nó làm khó mình, cho mình như mình vừa làm vừa đứng nè. Đó thì rồi thục dao hít đất cũng bình thường. Hiện giờ thì em ở bên đây là được bao lâu rồi? Em hình như qua đây được gần 2 tháng. 2 tháng rồi đúng không? Còn bây giờ vậy này báo báo cho mẹ biết đi. Mẹ là cái người Mông nhất á. Dạ. Mẹ tên Trăng đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bạn này khóc hả? Không đâu. Bạn này là 15 tuổi à? Wow. Bị bán 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Bạn này thì 18 tuổi, bị bán được 10 ngày. May mắn không? 10 ngày à? Sao mẹ tới thời điểm quan trọng mà em nghe rồi, sao mà sáng giờ mẹ gọi anh quá trời luôn. Có cái lúc mà quan trọng nhất là không nghe, mà có lúc mà không quan trọng gọi bên suốt rồi. Xe đây là đúng đó là 5 người thôi, nhưng mà hôm nay kéo thêm 3 người nữa là trật cứng luôn, thông cảm thế. Dạ không sao. Ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi, nãy em cũng ăn một chút ở trên đó rồi. Sáng giờ lo không? Dạ cũng bình thường, nhưng mà lo nhất là lo cho mẹ thôi. Alo. Mừng không? Lo không? Lo không? Còn lo không? Sao rồi? Cháu đâu em? Cháu đón không có được. Sao vậy? Hàng rào an ninh cao quá. Hàng rào an ninh cao quá mà chỗ cháu là súng ống quá trời luôn, em không dám rước. Rồi giờ không đón được luôn hả? Không đón được. Này, có cái quản lý của cháu này nghe nha. Đó phải không? Dạ. Mai về Việt Nam nha. Dạ. Ngày mai chị ra cửa khẩu, chị với thằng lớn ra đón nghe không? Em chưa xác định được cửa khẩu nào, em sẽ báo chị cửa khẩu nha, ngày mai. Rồi, chị cảm ơn Phong nhiều nha Phong. Khóc rồi. Khóc còn luôn luôn. Thôi bình tĩnh, để tối về tâm sự thêm nha. Bây giờ xe nó chật quá rồi. Bây giờ chị... hôm nay chị có đi làm không? Khóc nữa rồi. Sáng nay thì chị chuyển cho mình 20 triệu để phụ cái việc chuột Trí. Ok. Bây giờ chị cũng còn số lẻ, cũng cái 1 triệu bữa hộp chị mượn á, lại 10 tay này chị lĩnh lương chị gửi lại, với lại còn ít tiền nữa chị mai mốt gặp chị gửi lại cho em. Thôi không sao, để từ tính sau đi. Tao tội lắm, 1 tháng qua đi kiếm em á mà không có làm việc được, cuối cùng thiếu tiền nhà trọ luôn. Rồi ok, nghỉ ngơi đi, mừng rồi nha. Chị cảm ơn em nhiều nha Phong. Tụi em đi đường thuận lợi bình an nha. Không quay được không rồi. Rồi ok. Mừng không? Mục tiêu á, mấy anh em chuyến này đi á, là giải cứu 7 bạn, chuột 7 bạn, nhưng mà đến thời điểm bây giờ là 6 bạn hết rồi. Còn 1 bạn thì chắc có lẽ ngày mai mình phải về Việt Nam. Và mình sẽ nhờ một người ở cửa khẩu Long Bình ở dưới miền Tây á. Một bạn mắc kẹt ở cửa khẩu dưới miền Tây á. 2 ngày nữa sẽ chuột. Rồi. Thành công 90%. Xong hả? Vậy là em này là bị chắc phải bán 2-3 công ty rồi chứ? Dạ không, em qua bên kia là em học việc xong rồi em mới bắt đầu làm sang đây, em làm chính thức bên đây luôn. Học việc hả? Dạ đúng rồi. Học bên đó bao nhiêu lâu? Cũng khoảng hơn 1 tuần. Hơn 1 tuần là mới bắt đầu sang đây. Có nghĩa là mình ngồi trên máy mình học hả? Dạ đúng rồi. Là nó không có chỉ dạy hết, nó giục cho mình một cái điện thoại với lại một cái SIM, một cái thẻ. Đó là mình vô mình tạo Facebook rồi mình đi tự đi kiếm khách tương tác thôi, là kiếm doanh thu cho nó. Một ngày là áp doanh thu em bao nhiêu? Dạ không, lúc đó thì em đang học việc thì nó không có áp doanh thu, nhưng mà em nói ra ấy thì em lừa được người ta 24 triệu. Rồi xong tiếp đó thì mới chuyển sang qua bên đây. Bên đây thì em vừa rồi đợt kia rồi thì được gần 120 triệu. Là tổng cộng của em là gần 1 triệu rồi, 150 triệu là em lừa 3 người. Vậy thì những người lừa đó là người Việt hay là người nước ngoài em? Đa số là người Việt anh. Ủa? Tại vì nó kêu là em đánh bên thị trường nào cũng được. Nhưng mà em thì em cũng chẳng muốn nữa. Toàn là người ta toàn là tự kiếm tới mình, rồi em cũng có nhắn tin là kiểu nhưng mà không muốn có khách á. Một khách 5 triệu thôi cũng được, nhưng mà toàn là mấy ông nội này thì kiểu như người Việt Nam mình mà yêu sâu đậm rồi, xong rồi cứ lại không muốn mất cái số tiền còn lại á, thì người ta cứ đâm đầu vô ta. Có nghĩa là em làm một cái nick là phụ nữ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi em đi lấy cái nick của người khác á, mình lưu ảnh về, mình làm profile rồi xong bắt đó là mình đi kiếm khách, đi kết bạn rồi xong nhắn tin, mình tự vô mình nhắn luôn chứ không phải là đợi ai vô hết. Mình tự vô mình nhắn luôn rồi xong đó người ta mới tương tác lại mình là bắt đầu vô công chuyện. Là khoảng nếu mà bản thân em thì 2 ngày là người ta đã có tình cảm với em, yêu em rồi. Là người ta không cần nghĩ gì hết. Đó là bản thân em, còn mọi người khác thì em không biết như thế nào. Nhưng mà em thì em không muốn như vậy, tại vì tính giờ không muốn lừa đảo ai. Em qua đây thì nghe người ta nói thì qua đây thì làm sale game thì em mới qua. Nó còn mà lừa đảo, em biết lừa đảo em cũng không bao giờ em qua, tại vì em không thích. Qua đây ai cũng nói là giờ đi về game thôi, em đúng rồi. Là bạn em nói là đi làm về game mà. Chứ đâu có nói là lừa đảo đâu, em biết qua đây á, những cái app nó biết là lừa đảo. Em ở trong đó anh thấy khu vực nó an ninh mà nó gắt gao gì á, có bao giờ mà có ai bị bắn không? Bắn thì chưa, nhưng mà em thấy từng chứng kiến là tụi nó quýnh lộn, tại vì bạn bè ở trong á thì nó có xích mích với nhau, mượn tiền nhau rồi tới lãnh lương mà không trả thì tụi nó quýnh lộn xong rồi 2 lần rồi, 1 lần chủ quản tha, lần thứ 2 là chủ quản bắt đi qua cái tòa khác, là cái tòa riêng mà để như tra tấn đánh đập á. Là đánh xong tra tấn xong là khoảng 2 ngày sau là nó đưa về, nó đưa về làm giấy tờ rồi nó bán qua công ty khác. Là còn đợt nữa là có 2 anh em, 2 anh em với lại một đứa nào nữa là chỉ có khoảng vô tầm 10 mấy tuổi thôi, 14, 15 tuổi thôi. Nhưng mà 2 anh em nó không chịu làm thì công ty mới bán đi, như giờ em nghe đâu là ra đảo á. Mà không biết là cái thông tin đó nó có thật hay không em không biết. Rồi nhiều người còn nói nó là cái gì bị chôn sống rồi cái kiểu em cũng. Nhưng mà theo em nghĩ chắc không bị chôn sống đâu, tại vì nó nếu mà nó ấy thì nó cũng sẽ bán ra Thái Lan để nó lấy nội tạng á. Thì để nó thu lại cái vốn đó, thì cái đó có thật mà. Nó sẽ bán mình qua Thái Lan. Mà cứ mỗi lần cứ mấy bạn nói là ra đảo là mấy bạn sợ. Ra đảo là như thế nào? Dạ, rồi kiểu như mà theo em nghe em biết thôi là nó cho mình ra đảo là nó đưa thuyền mà đi ra luôn á. Là một khi mình ra đó là mình không có đi về con đường về. Không có tiền cũng không chuộc về được nữa. Đó là em nghe vậy thôi. Với lại nếu mà làm không được thì nó đánh, tối ngày đánh à. Em có bao giờ bị đánh chưa? Em chưa, tại vì em đâu có làm gì đâu. Công việc em hiện vẫn làm. Rồi tới giờ thì đi ngủ thôi chứ không có đi làm, vậy thì đi ngủ, tắm rửa đi ngủ. Thời gian rảnh thì đi dạo dưới á. Rồi xong đi lên ngủ thôi chứ không có làm gì. Có nghĩa là chưa bao giờ chống đối cho nên là chưa bị đánh. Thì nó kêu sao thì mình phải nghe vậy thôi chứ giờ mình cũng đâu có làm gì được đâu. Mà hồi em xin việc là em xin từ đâu? Em xin ở bên HR, tại vì người ta nói là HR nó ok hơn. Nhưng mà em cũng không nghĩ là nó có nguyên cái web riêng của nó. Nó thì qua đây, bắt đầu qua đây em mới biết là mánh khóe chiêu trò của tụi nó là như vậy. Giờ em liên lạc với cái nick Zalo đó thì cái nick Zalo hiện giờ là đã bị khóa rồi, bay tài khoản rồi. Thì em làm ở đây em cũng biết là biết bao nhiêu cái, một bản thân em thì mấy cái Facebook á, rồi Zalo thì em không cắm, em không bao giờ dùng Zalo, em toàn là dùng Facebook không. Mọi người thì đây là Trí, là người cuối cùng may mắn được em Phong Bụi bỏ tiền ra chuộc và có sự góp sức của mình và anh Tâm cùng với anh lái xe người Campuchia. Thì mấy anh em trong cái chuyến hành trình mà đi chuộc người như thế này á, thì lúc nào trong tâm cũng niệm là cầu mong cho mọi chuyện nó suôn sẻ. Và cái lúc khuya mà đi trên đường á, thì có ghé ngang qua một cái ngôi miếu rất là linh thiêng, mà bác tài nào khi mà đi ngang qua ngôi miếu này cũng phải dừng xe để mà vái lại để cầu mong sự bình an và may mắn. Thì tối hôm qua y như rằng tất cả 4 anh em xuống xe thắp hương cầu xin những điều may mắn. Và hôm nay tạm thời là điều may mắn đó đã xảy ra, đã chuộc được 3 em. Thì bây giờ mấy anh em đang trên đường về Phnom Penh. Và phía sau những cái câu chuyện này như thế nào nữa thì những cái tập sau Nhân với em Phong Bụi sẽ phỏng vấn các em này rõ hơn về tinh vi lừa đảo và những cái câu chuyện lừa đảo như thế nào để cho các bạn trẻ ở Việt Nam có thể đề phòng và không phải vấp phải nữa. Có lẽ video này sẽ kết thúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mà xem thì đừng quên like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới. Cảm ơn nha.